Chào anh em nhé, hôm nay đang thử tải cái máy phát điện như này. Hướng dẫn anh em luôn cái cách mình thử tải một nước muối nhé. Trong trường hợp mà chúng ta chưa có cái hệ thống thử tải mà điện trở bài bản thì mình có thể sử dụng nước muối vào một cái xô như này, mình có thể thử được cho một cái máy phát điện. Anh em có thể nhìn thấy đây. Ở đây thì mình sử dụng cái muối như này, muối trắng này nhé. Mình làm ba cái cực để mình ba cái cực đấy, ba cái cực đấy mình sẽ gắn với là ba cái thanh sắt đấy, mình thả vào trong kia. Cái tí nữa xong mình sẽ rút ra cho anh em xem cái cách mình thử như này. Thì ở đây thì mình sẽ cho đi đến cái khi mà mình thử tải vào là mình sẽ, nếu mà được thì mình hòa cái nước muối mình đổ từ từ vào thì nó sẽ nhanh tan và nó không bị cái dòng nó tăng đột ngột từ từ lên đây, thì mình sẽ hòa vào như thế. Và khi máy nước nó sôi như này ấy, thì anh em sẽ cho một cái vòi nước vào như này, mình bổ sung vào đấy để cho nó bị đỡ bị hao nước là một cái. Thứ hai nữa là nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ của nước. Nhiệt độ của nước thì khi mà nó sôi lên rồi thì cái dòng nó sôi lên đấy, sôi lên thì làm cho cái dung lượng ấy, kiểu như là cái nó không tan, không đều, muối không đều ấy, thì cái dòng điện nó sẽ bị thay đổi đấy. Chính vì thế mà mình sẽ cho thêm cái nước này vào, mình sẽ cho sâu hơn một tí thì cái dòng nó sẽ cao hơn nhé. Đấy, là mình đang cho tăng cái dòng lên, càng để sâu thì dòng điện càng lớn đấy. Bây giờ mình đang cho sâu dưới đây, mình đang để như này, bơm nước vào đấy, anh em thấy là nước nó sủi này đúng không? Càng ở sâu thì đấy. Em thử cái này thì mình có thể lên đến khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng vô tư nhá. Đấy, anh em thấy không? Nước nó sẽ duy trì như này. Khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Cái này thì trong trường hợp là dòng tải quá lớn rồi, còn thông thường mình sử dụng những cái tải điện trở hoặc là mình sẽ thiết kế những cái bộ tải công suất bằng cái điện trở nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên là cái chi phí mà mình làm cái đấy thì nó sẽ rất là tốn tiền, hơn 2 triệu một cái thanh điện trở cơ. Thì mình làm như này thì nó rất là đơn giản, tuy nhiên thì chắc chắn là cái này nó không ổn định bằng cái tải nó không đủ ổn định ấy, bằng cái thanh điện trở. Tuy nhiên cái lợi thế của nó là chi phí thấp. Chi phí thấp thì anh em thử những cái công suất lớn có thể 500k mình có thể thử một phương pháp này. Tuy nhiên mình sẽ cho cái tải nó lớn hơn, cái thanh cực nó lớn hơn, cũng như là cái phần nước, cái bể nước nó sẽ nhiều hơn nhé. Đấy, đây là một trong những cái cách mình thử tải rất là đơn giản. Ok, công nếu mà anh em mà muốn thử tải bằng cái phương pháp như này thì có thể thực hiện nhé, nhưng mình cũng khuyên khích là anh em làm như này cho trường hợp mà mình không còn lựa chọn nào khác ấy, hoặc là mình thử ít quá thì mình dùng cái này thôi, nhưng mà sử dụng lâu thì mình vẫn nên thuê cái thử tải với công suất lớn. Đấy, thì hôm nay chia sẻ với anh em cái cách thử tải bằng bằng nước muối nhá. Ok, và xin kết thúc video đây, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.